Chuyển sang thông tin khác. Thưa quý vị, chiều hôm qua 31 tháng 1, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức lễ phát hành đặc biệt bộ tem kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2 năm 1930, 3 tháng 2 năm 2020. Tham dự buổi lễ có ông Võ Văn Thưởng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Việc phát hành bộ tem kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam góp phần tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong suốt chặng đường cách mạng Việt Nam 90 năm qua. Bộ tem có giá mặt 4.000 đồng, được cung ứng trên mạng bưu chính công cộng từ ngày 31 tháng 1 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021.